Rồi các bạn lớp trưởng có nhận được email của cô chưa? Cô thấy có một bạn Thanh An trả lời thôi. Bạn đã nhận được email về cái thuật ngữ chuyên ngành chưa? Dạ rồi cô ơi. Dạ rồi cô. Rồi, các bạn chuyển cho lớp để chuẩn bị ha. Tiết ngày hôm sau. Hôm sau là ngày tiết hôm ngày 29. Và chúng ta sẽ làm bài đó nha. Tiết kế tiếp của mình là thứ năm đúng không? Rồi. Rồi chúng ta đã nói đến tiêu chuẩn của cá nhân của người nhân viên lễ tân, tiêu chuẩn về vệ sinh và tiêu chuẩn về diện mạo. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến một tiêu chuẩn khác, đó là tiêu chuẩn của khu vực làm việc của quầy lễ tân. Cũng tương tự nói về khu vực làm việc của quầy lễ tân thì chúng ta cũng chia ra là thứ nhất là tiêu chuẩn về vệ sinh và thứ hai là tiêu chuẩn về cách sắp xếp tổ chức ở quầy lễ tân. Đầu tiên chúng ta nói đến tiêu chuẩn về vệ sinh của khu vực làm việc. Khu vực làm việc của một nhân viên lễ tân sẽ bao gồm hai khu vực. Thứ nhất là sảnh. Sảnh là khu vực rộng lớn, là nguyên cái sảnh của khách sạn á, thì đó sẽ là khu vực làm việc của bộ phận tiền sảnh. Đó là khu vực làm việc của chúng ta luôn. Và thứ hai là những khu vực liên quan, đó là những khu vực của nơi mình đứng, vị trí của mình. Vậy thì có một quan điểm được cho rằng, một vài cá nhân được cho rằng vệ sinh không phải là nhiệm vụ của em. Vì sao? Vì khách sạn có bộ phận housekeeping, khách sạn có bộ phận mà lo về vệ sinh khu vực công cộng. Vì vậy sảnh cũng là khu vực công cộng. Vì vậy vệ sinh nó không thuộc trách nhiệm của em. Em chỉ là lễ tân thôi, em chỉ lo nói chuyện với khách, check in check out thôi, chứ chị đừng bắt em, anh chị đừng bắt em là lo luôn cả vệ sinh của cái sảnh. Rồi các bạn cho cô biết quan điểm này đúng hay sai và tại sao? Có quan niệm cho rằng là như vậy và quan niệm đó là thực tế nha. Có những người nhân viên lễ tân đã nói với cô như vậy. Thì trong suy nghĩ của các bạn, cô cần biết là các bạn phân tích cho cô quan điểm này là đúng hay sai. Được chưa? Nghĩa là nó phù hợp, bạn có nghĩ giống như vậy hay không? Và nếu là đúng thì tại sao đúng? Và nếu là sai thì tại sao sai? Rồi cô mời Diễm Phúc nào. Dạ, theo em thì cái đó là sai. Tại vì nếu như mà cái bàn làm việc của mình không sạch sẽ thì khi mà khách vô, khách sẽ thấy cảm thấy là cái dịch vụ của mình không tốt á cô. Nên là em nghĩ thì mình có thể lau phủi hoặc là những cái gì mình có thể làm cho cái quầy mình sạch sẽ á cô thì mình nên làm, không đợi tới những cô phục vụ phải làm, mình có thể cần thiết làm những việc đó được. Theo quan điểm của bạn Phúc là sai. Bởi vì đây là nơi làm việc của mình, cho nên có những cái mà mình làm được thì mình cứ làm đi, không cần phải đợi người ta. Đúng không ạ? Rồi còn quan điểm nào khác nữa không? Còn ai có ý kiến khác nữa không ạ? Chúng ta nói lên quan điểm của mình nha. Cô chưa nói rằng cái quan điểm cô vừa mới nêu là đúng hay sai. Nhưng chúng ta nhìn nhận ở góc độ suy nghĩ của các bạn, chúng ta nhìn nhận về quan điểm này như thế nào? Và các bạn chia sẻ quan điểm của các bạn.
Còn ai có quan điểm nào khác nữa không nào? Không lẽ cô chia sẻ quan điểm đó là quan điểm đó là quan điểm sai sao? Có bạn nào nhìn nhận đây là một quan điểm đúng không? Ở một góc độ nào đó đây vẫn là quan điểm đúng. Thì bạn nào cho cô biết có đúng hay không? Bạn này nói lên quan điểm có đúng không? Khi mà nói rằng những người làm công tác vệ sinh khu vực công cộng phải chịu trách nhiệm về vệ sinh khu vực sảnh. Chúng ta tách nhỏ quan điểm của bạn nhân viên này ra ha, để chúng ta xem là cái quan điểm của bạn đó đúng ở đâu và sai ở đâu. Bạn đó nói rằng những người làm vệ sinh khu vực công cộng chịu trách nhiệm về vệ sinh khu vực công cộng thì những người đó phải chịu trách nhiệm về vệ sinh khu vực sảnh. Quan điểm này đúng không? Câu hỏi này khó quá hả? Rồi, nếu khó thì cô sẽ để thời gian cô chờ các bạn trả lời. Nếu không có câu trả lời chúng ta sẽ không đi tiếp đâu ha. Nếu các bạn học các bạn chỉ ngồi chờ thì tôi cũng sẽ chờ cùng với các bạn. Lớp mình có mình bạn sáng học thôi, không ai học nữa hả? Ngày nào không hề có những cánh tay nào khác hết. Rồi cô sẽ gọi bất kỳ bạn nào nhé. Đỗ Lữ Anh Thư N04. Đỗ Lữ Anh Thư N04. Dạ em nghe cô. Sao bạn Anh Thư không trả lời câu hỏi nhờ? À, dạ cô quan điểm, tại vì em quan điểm này là sai á cô, nên em cũng nếu mà đúng em cũng không biết. Bạn trình bày rõ ràng là câu trả lời của mình nhờ. Dạ thưa cô là theo em quan điểm này là sai cô, tại vì nó vừa là đúng vừa là sai á cô. Tại vì nhân viên tiền sảnh thì chỉ khi dọn dẹp cái khu vực của mình chỉ khi nào mà cảm thấy không vừa mắt. Còn nhân viên công cộng thì vẫn phải lau dọn như là bình thường cô. Nghĩa là nhân viên vệ sinh công cộng người ta sẽ lau dọn như bình thường. Khi nào người ta lau dọn sạch theo lau ý dọn của bạn thì bạn sẽ lau dọn. Dạ không, nhân viên lau dọn bình thường nhưng mà trong quá trình làm việc việc thì cái bộ phận tiền sảnh nó như mà có dơ thì nhân viên lễ tân cũng có thể tự giác đi dọn dẹp được cô. Dọn dẹp cho nó gọn gàng lại cái khu vực làm việc của mình. Thì theo ý bạn là nhân viên vệ sinh công cộng sẽ đi dọn dẹp. Nhưng mà nếu họ dọn dẹp không sạch thì nhân viên lễ tân sẽ lại tự lại đi dọn dẹp.
Dạ không, là theo ý em là đã dọn dẹp sạch sẽ rồi đó cô. Trước khi nhận ca làm việc là nhân viên công cộng đã dọn dẹp cái khu vực đó sạch sẽ rồi. Và trong cái thời gian làm việc của bộ phận tiền sảnh á, nếu như mà có không vệ sinh, cái bạn của bộ phận tiền sảnh làm việc không vệ, hay là trong quá trình làm việc có giấy rác thì bạn đó phải tự dọn dẹp đó cô. À, là bạn đang nói đến khu vực làm việc là quầy lễ tân hay bạn đang nói tới khu vực sảnh? Dạ, khu vực sảnh. À, theo bạn khu vực sảnh là trước khi nhân viên lễ tân vào ca làm việc là nhân viên vệ sinh họ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Còn Dạ. trong 8 tiếng làm việc của nhân viên lễ tân thì nếu có dơ, có những vấn đề gì về vệ sinh thì nhân viên lễ tân phải tự làm, không có kêu Dạ. nhân viên vệ sinh nữa. Dạ, cũng có kêu cô, như ví dụ như là một miếng rác hay là cái gì đó thì mình có thể tự dọn dẹp được thì mình vẫn có thể dọn dẹp được cô, không cần thiết khi nào mà dơ nhiều hay là khách làm đổ cái gì thì mới cần tới nhân viên công cộng cô. À, vậy là những phần vệ sinh nào mà nhân viên lễ tân có thể làm được thì chúng ta làm luôn, đúng không? Còn những vấn đề về vệ sinh mà cần những cái dụng cụ chuyên sâu hoặc cần những Dạ. hóa chất chuyên sâu thì nhân viên của khu vực vệ sinh họ sẽ làm, Dạ. đúng không? Dạ. Rồi, còn ai có ý kiến khác nữa không ạ? Còn ai có ý kiến khác về quan điểm này nữa không ạ? À? Rồi. Vậy ý kiến của các bạn hầu hết là ý kiến của bạn nhân viên này là sai. Đúng không? Và một ý kiến giải thích rõ ra. Rồi mời bạn Sáng nào. Dạ thưa cô, là theo em ý kiến của bạn này là đúng. Tại vì ở trong cái khu vực sảnh thì nó có nhiều cái khu vực công cộng thì là nằm ở khu vực sảnh đúng không? À, cái chỗ mà khách đi đi đến đi tới đi lui với cô, cái cửa vô á thì cái đó là nhân viên công cộng có thể dọn. Nhưng mà riêng ở trong quầy lễ tân thì những cái công việc đó phải là do lễ tân làm. Tại vì nó có một số giấy tờ hay là cái gì đó thì những cái người vệ sinh công cộng người ta sẽ không biết đúng không? À, nên là theo em thì ở trong quầy lễ tân thì cái khu vực đó là thuộc về bên lễ tân, còn ở ngoài ở khu vực ngoài cái khu vực lễ tân, khu vực sảnh đó, là nhân viên công cộng làm. Vậy là ở phía ngoài sảnh là lễ tân sẽ không chịu trách nhiệm, còn ở phía trong quầy lễ tân thì nhân viên vệ sinh sẽ không chịu trách nhiệm. Nếu nếu theo ý bạn Sáng phân tích ra là chia rõ rạch ròi hai khu vực như vậy, Dạ. đúng không? Dạ. À, nhưng mà trong quá trình làm việc nếu mà nhân viên lễ tân cảm thấy là khách đi mang giày hay mang cái gì đó mà bị dơ cái nền nó cô thì nhân viên lễ tân có thể liên hệ với bộ phận vệ sinh để làm vệ sinh, tại vì nhân viên lễ tân trong giờ làm việc thì chỉ đứng ở trong cái quầy lễ tân. Anh ơi. Còn nhân viên vệ sinh, nhân viên chịu trách nhiệm vệ sinh thì họ sẽ đứng đâu theo À, bạn? họ sẽ có cái khu vực riêng đó cô, xong rồi khi mà tại vì trong mỗi ca trực thì sẽ có một cái người làm trực ở cái đó, cho nên là nhân viên lễ tân sẽ gọi cho cái khu vực đó, bộ phận đó để làm. À, vậy là nghĩa là nhân viên trực vệ sinh sẽ không đứng ở sảnh để mà chờ để mà trực vệ sinh. Dạ đúng rồi. À, ok. Rồi, rồi tôi hiểu, sau khi nghe nhiều ý kiến thì tôi hiểu được các cái quan điểm, các cái góc nhìn của các bạn về một khách sạn. Rồi, sau đây tôi chốt chuẩn lại về tiêu chuẩn của cái vệ sinh của sảnh. Đúng không ạ? Ở sảnh, giống như ý kiến của các bạn nói, đúng. Đó là ở sảnh chia ra hai khu vực rõ rệt. Nếu mà chúng ta nói rằng lễ tân chịu trách nhiệm về vệ sinh khu vực sảnh, cũng đúng. Nhưng khu vực sảnh chúng ta sẽ chia ra hai khu vực rất là rõ rệt. Khu vực sảnh sẽ có khu vực công cộng của sảnh. Và khu vực thứ hai là khu vực làm việc liên quan. Nếu bạn là lễ tân thì cái quầy lễ tân chính là khu vực làm việc của bạn. Bạn là bellman hoặc concierge thì cái quầy nhỏ ngay ở
gần cái cánh cửa ra vào, đó sẽ là khu vực làm việc của bạn. Kho hàng, kho hành lý sẽ là khu vực làm việc của các bạn mailman, đúng không? Tổng đài thì phòng tổng đài, hệ thống máy móc, hệ thống điện thoại, những cái hệ thống mạng switchboard, đó chính là khu vực làm việc của bộ phận tổng đài, đúng không ạ? Rồi nếu là đặt phòng thì khu vực những hệ thống máy móc, những cái điện đàm để nhận đặt phòng, máy fax, máy photo, email, đó là chính là khu vực làm việc của bộ phận đặt phòng. Được chưa? Và tất cả những bộ phận nhỏ nãy giờ, lễ tân, đặt phòng, bellman, tổng đài, đó chính là nhân viên của bộ phận tiền sảnh, front office. Được chưa? Còn nói cái sảnh là cái lobby, là nguyên cái sảnh từ cửa đi vào đến quầy lễ tân, có sofa ngồi chờ, thậm chí có toilet công cộng, đó gọi là lobby. Vậy chúng ta phải rạch ròi, nếu gọi là khu vực sảnh là tổng cộng hết tất cả, bao gồm luôn cả khu vực làm việc liên quan của mỗi vị trí. Được chưa? Còn những cái gì mà không phải là khu vực làm việc của các vị trí của nhân viên tiền sảnh thì đó chính là khu vực công cộng ở sảnh. Ví dụ như cửa ra vào, ví dụ sân phía trước khách sạn, cái bậc tăng cấp sân ở phía trước khách sạn, lối xe taxi vào, toilet công cộng, những cái bộ sofa ở bên phía ngoài sảnh, những cái ghế, những cái bộ ghế, những cái bộ ghế mây, những cái bộ ghế gỗ để cho khách đến ngồi chờ, đúng không ạ? Thì đó gọi là khu vực công cộng của sảnh. Vậy thì nếu nói về làm vệ sinh, gọi là lau chùi, chà quét, dọn, làm vệ sinh, thì đương nhiên bộ phận chịu trách nhiệm về vệ sinh công cộng sẽ làm. Được chưa? Và họ làm, họ cũng có quy trình riêng, bởi vì họ thuộc về bộ phận quản gia, họ có quy trình riêng của họ. Ví dụ mấy tiếng phải làm toilet công cộng ở sảnh một lần, sau khi toilet công cộng ở sảnh thì lên toilet công cộng ở nhà hàng, rồi lên khu vực toilet vệ sinh phòng locker của spa, xong sau đó lại quay xuống sảnh, rồi lại quay lên nhà hàng. Nghĩa là họ tính được cái mật độ, cái vòng xoay trong vòng bao lâu. Tại vì một toilet chúng ta sẽ phải khoảng 1 tiếng, 2 tiếng chúng ta phải quay lại làm vệ sinh nè, phiêu giấy nè, thêm giấy nè, lau chùi nè, lau sàn nè, thêm xà bông nè, rất là nhiều công việc. Nghĩa là họ sẽ tính toán được mật độ công việc tùy vào mỗi khách sạn để mà họ sẽ quay lại họ làm vệ sinh. Đó là một cái trách nhiệm vệ sinh chung. Gì nữa ạ? Rồi họ cũng phải có lịch gì? Lau cửa, lau các cái nắm tay cửa, lau thang máy. Thang máy cũng là khu vực công cộng, đúng không? Trong buồng thang máy, ở bên ngoài các cái nắm, các cái nút bấm của thang máy. Rồi gì nữa? Lau những cái bộ ghế, những cái bộ bàn ghế, những cái bộ sofa ở sảnh. Lau sàn của sảnh, đúng không ạ? Khi các bạn đi ở những khu vực gọi là siêu thị nè, những khu vực, những cái mall nè, những cái trung tâm mua sắm, ví dụ Takashimaya, Sài Gòn Center, Aeon Mall, các bạn thấy có mấy cái cô cứ cầm cái cây đẩy hết chiều dọc này, xong lại qua đẩy chiều dọc khác. Thì đẩy một cái lối đi hành lang dài như vậy, xong cổ lại quay lại hành lang đó, nghĩa là 8 tiếng của cổ cứ lòng vòng đẩy như vậy. Đúng chưa? Và đó là một cái công việc theo routine, công việc theo theo một cái gọi là cứ xoay vòng, cứ làm hết chuyện này đến chuyện khác rồi lại xoay vòng lại. Được chưa? Rồi, đối với lễ tân, đương nhiên lễ tân sẽ không chịu trách nhiệm đi lau chùi toilet hay là lau chùi bộ bàn ghế hay là đi lau sàn ở ngoài sảnh hay đi lau các cái nắm tay nắm cửa. Đương nhiên bạn sẽ không chịu trách nhiệm về vệ sinh như vậy. Nhưng khu vực làm việc của bạn thì bạn phải chịu trách nhiệm vệ sinh. Mặt quầy lễ tân, ở bên phía trong, ở dưới mặt quầy lễ tân, ở trong các cái học tủ của quầy lễ tân, đúng không? Rồi các loại giấy tờ phải được sắp xếp, yeah. Rồi các loại giấy nháp không quăng lung tung, đúng không ạ? Rồi thùng rác, tất cả rất là nhiều thứ. Thì ở khu vực quầy lễ tân là lễ tân sẽ chịu trách nhiệm. Rồi chúng ta đang nói đến đó là cái công việc gọi là routine, là công việc định kỳ, công việc nó cứ xoay vòng như vậy trong 8 tiếng đồng hồ. Những gì bạn cần phải làm thì bạn cứ làm. Chúng ta chưa nói đến cái gì gọi là bất ngờ và đột xuất cả, đúng không? Rồi, giống như hồi nãy bạn Sáng có nêu,
lỡ đâu có một vấn đề về bất ngờ hay đột xuất, vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Lễ tân vẫn là người chịu trách nhiệm, vì nơi làm việc của bạn là khu vực sảnh. Ví dụ một người khách họ cầm một ly cà phê vô, lỡ tụt tay rớt đổ ly cà phê ở dưới sàn, mà rõ ràng cái sàn đó là cái chị vệ sinh chỉ mới vừa lau xong, vì vậy chỉ vừa lau xong chỗ này thì sao, chị đâu còn đứng đây nữa, chị đã đi làm việc trên toilet, hoặc là chị đã đi lên khu vực nhà hàng, hoặc chị đã lên khu vực spa để chỉ lau chùi cái phòng xông hơi, hoặc là khu vực locker trên spa rồi. Hình dung à, chị đâu có biết được rằng là có cái câu chuyện là ly cà phê đổ. Vì vậy sảnh nó vẫn là khu vực làm việc của bộ phận tiền sảnh. Khi nói bạn là bộ phận tiền sảnh thì tiền sảnh chính là khu vực làm việc của bạn. Đúng chưa? Vậy nhiệm vụ của người lễ tân vẫn phải chịu trách nhiệm về việc quan sát và yêu cầu khắc phục khi cần thiết. Bởi vì đã có câu chuyện rằng như thế nào? Một người khách làm đổ ly cà phê, đổ ly trà sữa, đổ những cái đồ gì đó, hoặc là con nít nó chạy giỡn, đổ đồ ăn, ói mửa là chuyện bình thường. Nhưng sao? Cái đống đó nó cứ nằm ở đó hoài. Bởi vì sao? Bởi vì nhân viên lễ tân, nhân viên ở bộ phận tiền sảnh, không chỉ là lễ tân ha, có thể là anh bellman thấy, hoặc là cô tổng đài thấy, hoặc là anh con sẹt thấy, bất cứ ai làm việc trong bộ phận tiền sảnh thấy điều đó thì phải có trách nhiệm báo cho bộ phận vệ sinh để họ xuống họ làm vệ sinh ngay. Chứ có trường hợp rằng cứ để đó đi, nhiều bạn suy nghĩ là sao ạ? Cứ để đó đi, tí nữa 20 phút nữa, 1 tiếng nữa là cô kia cũng xuống rồi. Cứ để đó đi, đang phải việc của mình, việc vệ sinh không phải việc của mình. Có nhiều người suy nghĩ như vậy. Cô đã từng đi ra khỏi đi ra ngoài sảnh và thấy những cái vấn đề như vậy. Ví dụ như ở trên ghế, sofa hoặc là gì đó có bị đổ đồ ăn, có thể là cái người khách người ta ngồi ở đó, người ta đã ăn uống cái gì đó và người ta ăn xong người ta cũng có đứng lên, người ta dọn dẹp, người ta đi rồi, nhưng mà cơm hoặc là những cái vụn bánh mì, bất cứ cái gì đó nó đổ lên trên cái bàn của cái bộ sofa ở ngoài sảnh. Rồi sao? Nhân viên lễ tân cũng biết, bởi vì nhân viên lễ tân suy nghĩ điều gì? Cái vị trí làm việc của tôi là cái quầy lễ tân nên tôi không đi ra khỏi quầy. Kệ, ở ngoài đó tí nữa thế nào, 20 phút nữa, nửa tiếng nữa, 1 tiếng nữa cũng có cái chị lao công chị tới thì dơ chút xíu, tí nữa chị lau. Tôi không đồng ý với câu trả lời đó. Đúng không? Tôi đã từng đi kiểm tra vòng vòng sảnh và tôi quy trách nhiệm của bộ sofa ở ngoài sảnh dơ là tôi quy trách nhiệm về người lễ tân. Có thể là lễ tân, có thể là guest relation và cũng có thể là bellman. Bất cứ ai làm việc ở sảnh trong ca làm việc đó đều phải chịu trách nhiệm. Bởi vì sao? Sảnh vẫn là khu làm việc của bạn và bạn phải có một cái trách nhiệm rất là lớn là quan sát. Nếu bạn cũng hạ cái tiêu chuẩn của mình xuống, bạn nghĩ rằng cái đống rác đó, cái đống đồ ăn đó, cái đống cà phê bị đổ đó, cái nói chung là những cái thứ mà nếu bạn là khách hàng, bạn bước vào khách sạn này và bạn nhìn thấy điều đó thì bạn đánh giá rằng khách sạn này tốt hay không tốt, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Bạn nhìn góc độ bạn ở khách hàng đi, đúng không ạ? Vậy bây giờ nếu bạn đánh giá bạn ở vai trò là người nhân viên thì bạn lại tự hạ cái tiêu chuẩn của mình xuống, bạn lại cho là cái đống đó có thể nằm ở đó khoảng 20 phút nửa tiếng nữa rồi trước sau cũng được dọn mà, tí nữa dọn. Tại vì tôi không biết dọn, tại vì tôi không phải là người chịu trách nhiệm về việc dọn cho nên cứ để đó đi. Tôi biết mà, tí nữa nửa tiếng nữa chị lao công chị cũng xuống à. Tôi là người quản lý, tôi sẽ không đồng ý với quan điểm này. Được chưa? Vì vậy cho nên ở cái phần trách nhiệm này buộc chúng ta sẽ còn phải có trách nhiệm là quan sát và yêu cầu. Tôi không yêu cầu các bạn phải làm vệ sinh sảnh. Không yêu cầu các bạn là nhân viên tiền sảnh phải làm vệ sinh sảnh. Nhưng nếu sảnh có bất kỳ một cái dấu hiệu gì đó không được vệ sinh thì tôi quy trách nhiệm lại là nhân viên làm việc ở sảnh, chứ tôi không quy trách nhiệm cho nhân viên làm vệ sinh. Bởi vì những cô lao công, những người làm vệ sinh họ đâu có đứng đó 24/7 đâu. Được chưa? Họ chỉ có trách nhiệm đến làm vệ sinh rồi đi.
chứ đó không phải là khu vực làm việc của họ 24/7. Còn nhân viên tiền sảnh đó chính mới là khu vực làm việc của bạn. Vậy khu vực làm việc của bạn, bạn tạm hiểu nó giống như là cái nhà của bạn. Cái nhà của bạn mà bạn không để cho người ta thấy rằng nó đẹp đẽ, nó sạch sẽ, nó chuyên nghiệp, mà cái nhà của bạn mà bạn còn để đùn đẩy cái trách nhiệm đó, cái việc làm sạch nhà của bạn là để cho người khác từ từ thế nào người ta cũng tới dọn nhà cho bạn, thì đó là một quan điểm hoàn toàn sai. Được chưa? Rồi, nếu cũng có những cái gì gọi là bất thường mà chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể dọn được, thì chúng ta không cần thiết phải yêu cầu bên phía bộ phận vệ sinh. Giống như hồi nãy ý kiến của một bạn hồi nãy là tôi đồng ý với ý kiến này. Bây giờ, đầu tiên trách nhiệm của bạn phải là quan sát và yêu cầu khắc phục. Nhưng mà yêu cầu khắc phục khi nào? Khi cần thiết. Còn nếu vấn đề bạn chỉ thấy một cọng rác, ví dụ người khách người ta đi và vô tình người ta rớt một cái rác, một cái miếng giấy, một cái miếng gì đó rơi xuống sàn, thì vấn đề bạn lượm lên, bạn nhặt và lên và bạn bỏ vào thùng rác, đó là chuyện đơn giản, không việc gì mà bạn phải yêu cầu khắc phục cả, trong khi cái vấn đề này nó không cần thiết. Được chưa? Chúng ta hiểu rõ trách nhiệm của mình ở trong cái phần vệ sinh khu vực làm việc này chưa? Chúng ta cần đặt rò trong quan điểm như thế này ha. Bởi vì sau này khi các bạn ra đi làm việc thì sẽ có nhiều luồng ý kiến, nhiều luồng quan điểm. Quan điểm thì không có đúng hay sai, nhưng sẽ có nhiều luồng ý kiến. Và nếu chúng ta tự hạ cái tiêu chuẩn của mình xuống, thì chúng ta sẽ đón nhận những cái ý kiến nào có lợi cho mình, nhưng thực ra cái ý kiến đó không đúng. Chưa? Thì đó nó sẽ làm cho chúng ta giảm đi cái thái độ trách nhiệm trong công việc. Và khi chúng ta bị giảm thái độ trách nhiệm trong công việc, thì đừng nghĩ rằng không ai thấy, cấp trên của các bạn thấy hết. Và khi cấp trên của các bạn nhìn thấy một người mà thái độ trách nhiệm đối với công việc không cao, thì bạn cũng đừng mong muốn là bạn sẽ có một tương lai sẽ được gọi là được được cân nhắc để mà đưa vào những cái vị trí cao hơn, hoặc được cân nhắc để mà xây dựng, để mà đào tạo, để mà hướng bạn đến một cái công việc cao hơn. Bởi vì sao? Thái độ trách nhiệm đối với công việc nó rất quan trọng. Tôi không thể nào tôi lựa chọn một người có thái độ trách nhiệm đối với công việc kém và tôi giao cho trọng trách lớn hơn. Tôi không bao giờ làm điều đó. Được chưa? Vậy yêu cầu tiêu chuẩn của việc vệ sinh khu vực làm việc là gì? Sạch sẽ khô ráo là chuyện đương nhiên, đúng không ạ? Và chúng ta cũng cần phải quan sát về việc các vật dụng xung quanh, các vật dụng trang trí, các vật dụng gọi là decor ở ngay cái khu vực sảnh, nó có đúng vị trí hay chưa? Vì sao? Có thể có những xê dịch, đúng không ạ? Có thể có những xô đẩy, có những người người ta để hành lý rồi người ta tựa vô và cuối cùng nó bị thay đổi, nó bị xê dịch những cái đồ vật ở trong sảnh. Thì nhiệm vụ của chúng ta phải quan sát và chúng ta thấy được cái việc đó và chúng ta phải điều chỉnh lại. Được chưa? Rồi, những cái kệ, những cái quầy, những cái kệ báo chí, những cái ấn phẩm cần phải được sắp xếp ngay ngắn và gọn gàng. Vì sao? Đã là kệ báo chí, các cái kệ ấn phẩm, các cái kệ quảng cáo, thì bạn để đồ ở đó là để người ta lấy ra người ta xem, đúng không? Gọi nó là kệ thông tin báo chí và để những cái brochure quảng cáo, thì bạn để đó mục đích là để có người lấy ra xem, chứ không phải bạn để đó để từ năm này tháng nọ không ai đụng tới. Mà khi đã có một sự xáo trộn như là có người lấy ra xem, thì khi đặt để lại đương nhiên sẽ không gọn gàng và nó không vuông vức, nó không ngay ngắn như ban đầu. May mắn chúng ta gặp những người khách lịch sự để lại ngay ngắn, ok, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cũng phải quan sát luôn cả khu vực này, liệu là nó đã được sắp xếp ngay ngắn đầy đủ chưa, đúng không ạ? Rồi, thùng rác tuyệt đối, nhắc lại một điều, thùng rác không được chứa rác có mùi. Nếu chứa rác có mùi thì dù thùng rác chưa đầy chúng ta cũng phải yêu cầu
được đổ ngay. Yeah. Những cái rác mà dậy mùi. À. Rồi, gạt tàn. À, một số sảnh thì cho người ta hút thuốc, một số sảnh thì không. Nếu chúng ta có đặt gạt tàn ở sảnh, nghĩa là chúng ta chấp nhận cho việc khách được phép hút thuốc. Thì khi mà đã có gạt tàn ở sảnh, thì nên nhớ một điều, chúng ta cũng vẫn phải có quy tắc là gạt tàn phải luôn được đổ. Người ta đang đứng hút thuốc thì gạt tàn có tàn thuốc ok. Nhưng người đó vừa đi thì ngay lập tức cái gạt tàn đó phải được đổ cái tàn thuốc đi và đặt lên. Là không có gạt tàn, không có tàn thuốc ở trong gạt tàn. Được chưa? Đó là tiêu chuẩn. À, chứ không, chứ đừng nghĩ gạt tàn rằng ông này mới hút còn điếu à. Thôi để nó đi tí nữa thế nào chẳng có khách hút nữa. Ông khách kia hút nữa, thêm điếu nữa là ông khách nọ. Ông khách nọ tới hút thêm điếu nữa thôi, nhiều nhiều đầy đầy đi mình đổ. Đó không phải là tiêu chuẩn của gạt tàn nha. Chờ nó khác với thùng rác nha. Rồi. Và các máy móc. Máy móc ở đây là chính trong khu vực quầy lễ tân của các bạn. Phải luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ. Vì sao? Có rất nhiều bạn lễ tân có thói quen quên. Ví dụ bạn vô ca làm việc, điều đầu tiên bạn chỉ bật cái máy vi tính của bạn lên thôi. Rồi đến khi bạn muốn in cái gì đó thì sao? Bấm in, bấm in mà sao không thấy giấy chạy ra. Cái chạy lại, ê, sáng quên, chưa bật máy in. Và khi bật máy in lên thì một cái hồ sơ chúng ta cần in, nó in tới 3-4-5 lần. Đó là một sự hao tốn giấy. Máy photocopy cũng không bật lên. Máy fax không bật lên. Nếu máy fax không bật lên thì sao? Nó không hoạt động. Và từ sáng tới giờ không có ai gửi fax tới luôn. Vậy thì phải đảm bảo một điều, trách nhiệm của chúng ta ở quầy lễ tân, ở khu vực làm việc của mình nữa là các máy móc phải nằm trong tình trạng hoạt động tốt và luôn sẵn sàng phục vụ, nó giống như con người của mình vậy. Vậy thì nó nằm trong cái checklist công việc vô đầu ca của mình, là công việc đầu ca là sẽ phải bật lên, phải mở on tất cả những máy móc tại quầy làm việc. Rồi, đó là về sảnh và các khu vực liên quan. Rồi, tiếp theo, chúng ta đi sâu vào quầy lễ tân. Đây chính là khu vực làm việc của nhân viên lễ tân, đúng không ạ? Chính là cái quầy của mình. Còn nếu bạn làm việc, bạn là bellman hoặc con sẹt, thì cái quầy bellman sẽ là nơi làm việc của mình. Còn bạn làm tổng đài, thì cái phòng tổng đài nó sẽ là khu vực làm việc của mình. Được chưa? Đây. Vậy ở quầy lễ tân, chúng ta phải chịu trách nhiệm về vệ sinh mặt quầy. Được chưa? Mặt quầy nó sẽ có hai dạng. Mặt phía trước của quầy, từ phía sảnh nhìn vào, thì đương nhiên vị trí đó sẽ là những người làm vệ sinh, họ sẽ lau dọn, bởi vì nguyên cái quầy dài, đúng không ạ? Và cái mặt gỗ ở phía trước từ cửa khách sạn nhìn vào, thì đó sẽ là phần của người làm vệ sinh. Bởi vì sao? Thường thường mặt quầy bằng đá hoặc bằng gỗ, nghĩa là nó cần những cái hóa chất đặc biệt và hóa chất đặc thù riêng với cái bề mặt đó. Kim loại thì sẽ lau bằng hóa chất khác, gỗ sẽ lau bằng hóa chất khác, đá sẽ lau bằng hóa chất khác. Và đó nó không thuộc về kiến thức và trách nhiệm của chúng ta. Rồi, nhưng mặt quầy thứ hai, đó là mặt quầy trước mặt của nhân viên lễ tân, nghĩa là mặt quầy ở phía trên. Cái chỗ mà chúng ta đặt giấy tờ lên để nói chuyện với khách, rồi khách ký tá này nọ đó, thì mặt quầy đó là trách nhiệm của lễ tân. Lễ tân không được phép để nào là bút, nào là giấy tờ bừa bộn trên mặt quầy đó. Lễ tân cũng không được phép gì, những cái kim bấm, các bạn biết những cái kim bấm á, sau khi mà bấm kim xong rồi gỡ ra á, thì rất nhiều bạn lễ tân sao chỉ việc đứng gỡ thôi. Còn cái rác, cái xác của kim bấm sau khi gỡ ra rồi nó đi đâu? Nó cứ nằm ở trên mặt quầy và nó nằm từ ngày này qua ngày nọ và mỗi ngày một nhiều. Thì chúng ta tự biến cái mặt quầy của chúng ta thành đống rác. Vì vậy khi mỗi lần gỡ kim bấm xong thì cái kim bấm nó cũng phải được nhặt lên và bỏ vào rác. Nó được xem là rác khi chúng ta không sử dụng nữa. Đúng không ạ? Rồi những cái kim kẹp giấy, cũng có rất nhiều trường hợp những kim kẹp giấy kẹp vào cái sắp giấy tờ. Sau khi mình cầm cái sắp giấy tờ ra rồi mình cần làm cái gì đó, mình tháo kim kẹp giấy đó và mình tháo ra mình quăng đại ở trên mặt quầy. Đó là sai. Mà chúng ta phải có chỗ để chúng ta đựng những cái kim kẹp giấy đó. Được chưa? Vậy thì mặt quầy, phía mặt trước của quầy là trách nhiệm của vệ sinh. Nhưng trên mặt quầy giao dịch với khách hàng
và phía trong mặt quầy, cái phía mặt quầy ở phía trong cái nơi mà lễ tân người ta để những cái giấy tờ, thì đó chính là trách nhiệm hoàn toàn của người lễ tân. Và họ phải chịu trách nhiệm về việc luôn luôn sạch sẽ, khô ráo và đặc biệt là không có dấu vân tay. Yeah. Rồi, điện thoại ở trong quầy cũng vậy, cũng phải được lau chùi sạch sẽ và không có mùi hôi. Đặc biệt là ở cái ống nghe. Được chưa? Ống nghe, cái ống nói là cái nơi nhiều vi khuẩn nhất. Ống nghe thì áp vô tai, nhưng ống nói thì để ngay miệng. Có thể là hơi thở nè, có thể là nước bọt nè. Và của rất nhiều người. Đúng không? Vì vậy mỗi cái làm việc chúng ta nên lấy cồn. Alcohol, cái chai mà cồn 90 độ, cồn 60 độ của y tế đó. Chúng ta thấm vô cục bông gòn và chúng ta chùi khu vực đó. Đầu ca làm việc của chúng ta. Được chưa? Vậy đó là một cách giữ vệ sinh và cũng là khử mùi. Được chưa? Nhưng cẩn thận nha, chúng ta chùi khu vực đó thôi. Chúng ta chùi cái khu vực mà bàn phím á, là nó dễ, nó sẽ bị bay những cái con số đó nha. Đừng có chùi khu vực bàn phím bằng cồn ha. Rồi, tất cả những cái máy móc và những cái công cụ khác ở trên quầy thì cũng phải sạch sẽ và cũng không được có bụi bặm. Được chưa? Sẽ có những máy móc công cụ mà chúng ta cần có những công cụ để mà hút bụi. Thì trong lúc mà nhân viên vệ sinh, người ta đang làm vệ sinh, thì chúng ta có thể nhờ họ vào bên trong hút bụi. Nghĩa là họ được phép đi vào trong quầy khi có sự giám sát của nhân viên lễ tân. Và chúng ta chỉ cho họ những khu vực mà, bởi vì họ có máy hút bụi nè, đúng không? Họ có những cái công cụ chuyên dụng, thì chúng ta sẽ chỉ cho họ để chúng ta nhờ họ giúp đỡ chúng ta hút bụi ở những cái khu vực kẹt, ở những cái rãnh sâu hoặc những cái khu vực mà bụi bám nhiều. Nhưng họ chỉ được phép bước vào quầy lễ tân khi có sự giám sát của nhân viên lễ tân thôi. Vì sao? Trong quầy lễ tân có giấy tờ quan trọng, có những loại hóa đơn, bill bọt quan trọng, có tiền, có tài sản quý giá của khách. Được chưa? Và đó là khu vực làm việc của chúng ta, mất mát chúng ta phải chịu trách nhiệm. Cho nên nếu người khác muốn bước vào quầy thì phải có sự đồng ý và sự giám sát của nhân viên lễ tân. Chẳng phải kêu anh ơi vô sửa giùm em cái này, cái anh đứng đó sửa đi nha, em đi mất tiêu. Là không được nha, là sai. Rồi, thùng rác thì như hồi nãy nói là không được để quá nửa thùng. Và mỗi đầu ca làm việc, cuối ca làm việc thì chúng ta nên kiểm tra để mà đổ rác. Đổ rác đương nhiên là nhân viên vệ sinh sẽ giúp chúng ta đổ rác, nhưng mà chúng ta phải kiểm tra nếu nó có mùi hôi thối hoặc nó đã vượt quá nửa thùng rác hoặc nó đã đầy thùng rồi thì chúng ta cần phải gọi để cho họ hỗ trợ, họ đổ cái thùng rác giùm chúng ta. Được chưa? Rồi, các loại máy móc như cô nhắc đầu ca làm việc phải mở lên. Rồi, các cái trang thiết bị ở tại quầy cũng phải được vệ sinh và nó cũng phải nằm ở trong tình trạng là luôn hoạt động tốt. Đúng không ạ? Và cái cuối cùng, và cái này là hầu hết tất cả những nhân viên lễ tân đều không làm được. Theo cô thấy là không làm được. Hoặc ví dụ như có dọn được hôm nay thì khoảng 3 ngày hôm sau nó cũng quay trở lại. Đó là vấn đề những cái giấy tờ không cần thiết hay bị quăng bừa bãi ở trên quầy. Hoặc thậm chí là gì? Những cái lời nốt nhỏ hay bị dán lên trên quầy. Giống như ví dụ như tí nữa gọi lại trong phòng 502, ghi gọi lại phòng 502 xong làm gì? Lấy băng keo ịn cái dán ở lên phía trong quầy, nhưng mà là ở trên mặt quầy, nhưng mà phía trong, ở khách ở ngoài nhìn vô sẽ không thấy. Đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào một cái quầy có lung tung giấy tờ dán tùm lum, nó rất là không có đẹp, không có thuận mỹ quan. Được chưa? Và đồng thời chưa chắc là bạn dán giấy khắp nơi vậy nó đã hiệu quả. Bạn nghĩ rằng bạn dán lên để nó nhắc nhở cho bạn sẽ làm một cái gì đó, nhưng mà bạn dán quá nhiều, bạn dán chằng chịt, cuối cùng bạn nhìn vô bạn cũng biết giờ phải làm gì. Vì vậy thì để hạn chế việc không có những cái tờ giấy vụn, những cái tờ giấy không cần thiết tại nơi làm việc, thì cách giải quyết đó là mỗi người lễ tân khi vào ca hãy có cho mình một cái quyển sổ tay riêng hoặc một cái tập nháp riêng. Được chưa? Tập nháp này các bạn có thể tự làm từ giấy recycle, từ giấy in một mặt,
còn lại một mặt, đúng không? Chúng ta có thể cắt nhỏ thành khổ giấy A5, rồi chúng ta dùng kim bấm bấm lại, hoặc đóng gáy bấm lại, hoặc là dùng cái kẹp bướm màu đen chúng ta cặp lại. Rồi sao? Những cái việc gì chúng ta làm trong ca, hoặc những cái việc gì mà chúng ta cần phải nhớ, cần phải nhắc nhở, chúng ta sẽ ghi ở vào đó. Và trước khi chúng ta kết thúc ca, sau một thời gian hoặc là như thế nào đó, thì chúng ta sẽ nhìn lại, ô đúng rồi, còn việc này sót chưa làm, còn việc này sót chưa làm, việc nào làm rồi chúng ta gạch đi, à, còn việc nào sót chưa làm thì để đó và tiếp tục làm, tiếp tục theo dõi. Chưa? Vậy thì với cách này chúng ta sẽ tránh được cái việc là chúng ta cứ lấy những cái tờ giấy nháp, những cái tờ giấy vụn, những cái tờ giấy nhỏ, chúng ta ghi những thông tin rồi chúng ta in, dán khắp nơi ở trên quầy, và cuối cùng nhìn lại thấy một đống, và chúng ta sẽ thấy rối, và cuối cùng chúng ta không có hệ thống. Nếu các bạn hết ca các bạn đi về thì các bạn sẽ không thấy được những cái tờ giấy đó, đúng không? Còn nếu mà các bạn có cái quyển sổ riêng của mình thì dù hết ca đi về các bạn dở sổ ra, các bạn cũng sẽ biết là việc gì chưa làm, và các bạn nhờ lại những bạn của ca sau. Được chưa? Rồi, đó là những cái mà thứ nhất là ở đây các bạn sẽ thấy trên lý thuyết, nhưng mà cô cũng cho các bạn thấy một cái góc nhìn khác, đó là ở trên thực tế những cái nhân viên lễ tân của cô cũng phạm phải những cái điều này. Mặc dù hôm nay cô dạy các bạn là một sinh viên chưa ra trường, thì sinh viên ra trường phạm phải sai lầm, đúng không? Vì không muốn phạm phải sai lầm cho nên cô dạy trước. Nhưng trên thực tế cô nói thật là những cái sai lầm này, những cái bạn nhân viên làm trong nghề, làm lâu năm cũng vẫn phạm sai lầm bình thường. À, cho nên chúng ta cần để ý. Và cái này chúng ta phải hình thành nó thành một cái thói quen. Một cái thói quen về cách tổ chức và cái góc nhìn về mỹ quan ở khu vực làm việc, thì chúng ta mới gọi là mới hoàn thiện được ở cái phần này. Yeah. Rồi, và đây là một cái quầy lễ tân để cho các bạn nhìn thử xem và tham khảo. Và đây là một cái quầy, hình ảnh của một quầy lễ tân ngăn nắp được sắp xếp. Yeah. Ở quầy lễ tân sẽ có nhiều máy vi tính như thế này, và mỗi máy vi tính sẽ có một nhân viên đứng làm việc. Được chưa? Một quầy lễ tân thường sẽ có từ tối thiểu là 2 máy vi tính, và maximum lên cho tới 3 hoặc là 5 cái máy vi tính là chuyện bình thường, tùy vào cái số lượng phòng của khách sạn bạn có ha. Rồi, hồi nãy cô nói là cái mặt quầy á, cái mặt quầy đây là mặt quầy mà chỗ lễ tân sẽ làm việc, đúng không? Muốn cần ghi chép gì đó ở phía dưới này. Rồi, ở phía trên này nữa là sẽ là cái mặt quầy mà nơi chúng ta giao dịch khách hàng. Yeah. Rồi còn ở phía trong này chỉ có lễ tân thấy mà thôi. Nhưng có nhiều người hay ỷ lại hay nói là gì, ở phía trong này có mình lễ tân mới thấy rồi, cho nên bừa bãi không sao. Là sai. Vì sao? Chúng ta thấy cách tổ chức của quầy lễ tân này không ạ? Có nhiều ô nhỏ, và tất cả những cái ấn phẩm, những cái dụng cụ của họ, họ đặt để vào từng ô này, và họ không đặt để lung tung. Ví dụ chúng ta thấy ở đây là một cái ấn phẩm, có thấy có màu vàng đúng không ạ? Và ở trong đây chỉ chứa ấn phẩm này thôi, chứ không có phải là chứa một ít ấn phẩm này, một ít ấn phẩm này, một ít ấn phẩm này. Ở đây cũng tương tự, chúng ta thấy là một loại ấn phẩm, đúng không ạ? Ở đây cũng vậy. Vậy thì mục đích là làm gì? Để khi các bạn cần sử dụng đến những cái loại form mẫu, hoặc những cái ấn phẩm, hoặc những cái trang thiết bị, những cái gọi là văn phòng phẩm, thì các bạn biết rằng các bạn cần phải lấy nó ở đâu. Thay vì các bạn đi tìm khắp nơi, không biết cái này có ở ngăn này không, hay là nó ở ngăn này, tôi chạy qua ngăn này tìm. Nếu chúng ta sắp xếp không gọn gàng và không có tổ chức, thì ngay khi chúng ta cần tìm kiếm nó, vậy là chính chúng ta thử thách chúng ta rồi. Đúng chưa? Rồi, và chúng ta thấy những cái ô trắng nhỏ nhỏ này không ạ? Đây chính là tên, bảng tên của những cái thứ mà ở phía bên trong này đặt để cái gì. Đây là một cách tổ chức rất là khoa học. Ví dụ đây là bì thư, thì dán cái tên bì thư trắng. Ví dụ đây, bì thư có logo, dán cái tên đây. Vậy thì bì thư nào có logo sẽ đặt ở đây. Được chưa? Rồi ví dụ đây là bảng giá khách sạn, thì để đây. Ví dụ như đây là gì? Bảng giá của các nhà hàng. Yeah, để đây. Thì chúng ta sẽ có những cái gọi là, chúng ta gọi những cái trắng trắng nhỏ này, những cái ô nhỏ nhỏ này nè, chúng ta gọi là label, nhãn dán. Được chưa?
Rồi, và nhìn vào một cái quầy lễ tân được sắp xếp gọn gàng như vậy thì khi đã được sắp xếp gọn gàng thì khi bạn sử dụng xong, bạn cũng phải đặt để lại mọi thứ nó phải đúng theo cái gọn gàng này. Ví dụ như khách hỏi giá của nhà hàng, bạn lấy một cái brochure giá nhà hàng lên, màu vàng này bạn đưa cho khách coi. Đưa cho khách coi, khách không cầm luôn, khách trả lại. Đúng không? Rồi thì mình vẫn sẽ lấy lại rồi mình sẽ phải bỏ vào đúng vị trí của nó, chứ không có nghĩa lấy cái brochure màu vàng này xong mà coi xong tiện tay, lúc đó khách đứng bên này, chúng ta đang đứng bên này, chúng ta nhét đại vào ô này là không được. Được chưa? Rồi, vậy thì nói cái này nó hơi vĩ mô đối với các bạn, nhưng ngay từ hôm nay chúng ta đã có thể tập được cái thói quen này rồi. Rồi, hỏi câu hỏi này, lớp nói thật cho tôi biết nè. Đã có bạn nào, đã có bao nhiêu bạn đã từng khi đi ra khỏi nhà và chạy đi tìm cái chìa khóa xe không biết rằng bây giờ nó đang nằm ở đâu? Nói lặp đi. Ai đã gặp trường hợp này giơ tay nào? Chính mình á, ai là chính mình đã gặp trường hợp này giơ tay nào? Nghĩa là khi tôi chuẩn bị tôi đi ra khỏi nhà một cái là tôi đi, ủa có xe đâu ta, có xe đâu rồi ta, chạy vô phòng ngủ lật cái đầu giường lên, đầu tủ lên, không có, rồi chạy ra cái nón bảo hiểm, ủa sao trong đây cũng không có, rồi cái chạy ra ngoài bàn phòng khách, không có luôn. Wow, nhiều vậy. 10, 11. Còn những bạn còn lại có không? Nói thiệt đi, này đâu chấm điểm đâu, đâu trừ điểm đâu, sợ. Rồi, vậy thì có những bạn không hề giơ tay. Vậy những bạn không hề giơ tay chứng tỏ bạn không vấp phải lỗi này. Vậy một bạn không giơ tay, hãy cho tôi biết bạn làm sao mà không vấp phải lỗi này vậy? Đặt câu hỏi ra tự nhiên có thêm những cánh tay nữa giơ lên là sao? Vậy những bạn không giơ tay nào? Rồi, tự nhiên giờ dơ đóng vậy. Dơ lên để khỏi bị nói hả? Khỏi bị kêu hả? Rồi, còn ai nữa không? Dơ tay hết đi. Dơ hết lớp luôn để khỏi bị kêu tên đúng không? Rồi, thực tế cô không nói là toàn bộ mọi người đều bị gặp vào sai sót này, nhưng hầu hết rất nhiều người trong một gia đình, ví dụ 4 người thì hết 3 người hoặc 2 người sẽ bị vấp phải cái sai sót này. Vậy thì những người mà chưa bao giờ bị trường hợp này, cô là người chưa bao giờ bị trường hợp này nè. Cô tự hào bởi vì cô rất là ngăn nắp. Nhưng vậy bây giờ cô muốn nghe ý kiến của những bạn mà không giơ tay là chứng tỏ mình không có gặp trường hợp này. Nghĩa chứng tỏ rằng các bạn cũng ngăn nắp như cô. Đừng nói cô là tại em không có xe nha. Rồi, mời một bạn nào không hề giơ tay chia sẻ cho lớp biết bây giờ bạn đã làm sao, bạn đã làm gì mà bạn không gặp phải trường hợp là bạn phải quýnh quán lên đi tìm cái chìa khóa khi cần ra khỏi nhà. Trương Văn Trung N17. Trương Văn Trung N17 đâu rồi? Bạn Trương Văn Trung N17 có đây không? Rồi cô Trân ơi, kiểm tra lại danh sách điểm danh vắng giùm cô nha. Dạ cô, Trương Văn Trung vắng. Rồi,
Còn bạn nào nữa không? Chia sẻ nào. Nguyễn Ngô Trà My N17. Dạ cô. Là em, một là em cắm chìa khóa luôn trong xe, hay là em có một cái chỗ để treo chìa khóa ở trong nhà. Em không bao giờ đi kiếm được cái xe. Nghĩa là bạn có một cái chỗ để móc chìa khóa ở trong nhà đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng vấn đề xảy ra là khi bạn đi về, bạn có móc cái chìa khóa lên đó không? Luôn luôn, every time luôn không? Dạ có. Đúng rồi, chính xác. Nghĩa là chúng ta ở trong một cái nhà, chúng ta tổ chức nó ra giống như cái quầy vậy nè. Chúng ta tổ chức cái nhà rất là gọn gàng, ngăn nắp. Có chỗ để móc nón bảo hiểm nè, có chỗ để móc áo mưa nè, có chỗ để móc chìa khóa nè. Thông thường khi một cái nhà sẽ, chúng ta sẽ tổ chức rất là tốt như vậy, đúng không ạ? Giống như cái quầy, khi người ta xây nên cái quầy, người ta sẽ xây những cái ô rồi khi bạn tổ chức. Nhưng vấn đề nó không phải nằm ở người tổ chức, mà vấn đề nó nằm ở người sử dụng hàng ngày. Cái quầy này nó có sạch sẽ hay không, nó không phải do cái người xây nên cái quầy này, không phải do cái người xây nên, quy định nên những cái ô này, mà nó do các bạn lễ tân làm việc mỗi ngày đối diện với cái quầy này và sử dụng cái quầy này như thế nào. Giống như ý kiến của bạn hồi nãy, rõ ràng nhà bạn có đồ móc chìa khóa để treo lên, nhưng mà sao? Nếu bạn đi về và bạn không có thói quen rằng tôi đi về chìa khóa là tôi phải móc vào trên đó, tôi tự ép bản thân là tôi buộc khi mà tôi đi về là tôi phải móc, tôi không móc chìa khóa lên đó là tôi không chịu được, đúng không ạ? Nếu chúng ta không ép bản thân chúng ta làm điều đó thì mãi mãi cái chìa khóa nó cũng sẽ, mặc dù có nơi để móc chìa khóa nhưng cứ đi ra khỏi nhà là sẽ tìm chìa khóa. Được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn, bỏ tay xuống nào. Đây. Vậy là chúng ta có cách để chúng ta khắc phục chính cái tính cách không gọn gàng của mình, chứ không phải không. Đúng không ạ? Vậy thì để một mai kia khi bạn ra trường rồi và cái quầy làm việc của bạn gọn gàng ngăn nắp, thì các bạn ơi, ngay từ hôm nay các bạn hãy tập thói quen ngăn nắp. Thói quen vệ sinh ngăn nắp là được tập luyện và hình thành ngày qua ngày, chứ không ai đẻ ra mà có điều đó được. Được chưa? Vậy thì từ ngày hôm nay các bạn vui lòng. Sao ạ? Học xong thì ở bàn học của mình, học xong sách vở chúng ta phải chồng lại thành một chồng gọn gàng. Vậy nữa ạ? Những thứ không cần thiết thì không để trên bàn học, mà chúng ta phải bỏ gọn gàng và cặp táp vào ba lô, đúng không? Bút thì chúng ta phải có đồ cắm bút, chứ chúng ta không quăng vương vãi ở trên mặt bàn học. Gì nữa? Chìa khóa xe đi về vui lòng móc để đúng chỗ. Nếu có nhiều bạn nói là ở cô ơi, nhà em không có đồ móc chìa khóa xe. Được. Vậy thì tự bạn hãy tự tổ chức, bạn xây dựng nên một cái chỗ nào đó là chỗ để chìa khóa xe của bạn. Ví dụ bạn để trên bàn học cũng được, đúng không? Bạn để trong nón bảo hiểm cũng được, tùy mình, được chưa? Cái tổ chức ra là tùy mình. Nhưng khi mình đã tổ chức rồi thì mình phải tuân thủ và mình phải nghiêm ngặt theo đúng cái quy cách tổ chức đó. Vậy thì miễn cứ bạn đi về, chìa khóa xe sẽ phải đặt lên trên bàn học, hoặc chìa khóa xe luôn để đầu giường. Ví dụ bạn xếp ra, bạn đưa ra cái tiêu chuẩn như vậy, thì mỗi ngày bạn phải đều thực hiện như vậy. Vậy thì khi bạn cần đi ra khỏi nhà, bạn chỉ việc đi đến đầu giường lấy chìa khóa xe. Chứ đừng nói với tôi rằng tại nhà em không có điều kiện, em ở phòng thuê, cái phòng em thuê nhỏ lắm, không thể nào mà trang hoàng trang trí, rồi phải có quầy có kệ. Không, không, cái ý thức về ngăn nắp, ý thức về vệ sinh nó không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, các bạn nên nhớ điều đó, được chưa? Và nếu ngày hôm nay khi các bạn còn tuổi trẻ, các bạn còn là sinh viên, các bạn chưa ra đời, các bạn đi làm và các bạn không tập cho mình cái ý thức này, thì không thể nào một sớm một chiều đùng một các bạn phỏng vấn, bạn đậu và bạn đi vô công ty làm việc. Cô yên tâm đi, mai mốt em đi làm là tự động em ngăn nắp rồi. Không bao giờ có điều đó. Được chưa? Nó là một thói quen và thói quen đó phải được thực hành, phải được tập luyện, phải được tự mình tổ chức trong cuộc sống hàng ngày của mình. Rồi, các bạn làm được điều này không? Sau bài học này các bạn làm được điều này không?
Được không? Khó khăn quá, không thấy trả lời luôn. Hên xui cô. Trời ơi, vì sao mà hên xui? Nó có khó khăn gì theo bạn mà mình không làm được? Điều kiện vật chất là không thể rồi nè. Còn gì nữa? Còn gì mà mình không làm được nữa nè? Vì các bạn làm điều này được hay không được, đó chính là do ý chí riêng của mỗi người. Tôi mạn phép nói rằng nếu bạn nào làm việc này không được, tự tổ chức cho cuộc sống riêng của mình trở nên ngăn nắp không được, thì chính là do ý chí riêng của bạn quá kém cỏi. Và nếu một cái việc này trong mắt tôi nó nhỏ xíu à, mà bạn làm không được, thì bạn ơi đừng nói với tôi rằng bạn sẽ làm những việc lớn hơn. Và bạn nghĩ rằng em sinh ra chỉ để làm việc lớn, đừng bắt em làm những việc nhỏ. Không bao giờ có. Bạn không làm được việc nhỏ, đừng nghĩ rằng một ngày nào đó mình làm việc lớn hơn. Và có một quy tắc là gì? Trước khi bạn làm quản lý, bạn phải hiểu được nhân viên bạn làm gì. Và trước khi bạn làm chủ, bạn phải hiểu được quản lý người nhân viên sẽ phải làm như thế nào, thì lúc đó bạn mới làm chủ được. Hình dung chưa ạ? Nha. Rồi, tất cả các bạn trong lớp cùng nhau cố gắng để mình hình thành những thói quen tốt, những thói quen về kỷ luật tốt, những thói quen về tổ chức tốt, thì khi đó chúng ta mới hình thành được nhiều cái thói quen tốt sau này nữa và những cái lớn hơn nữa trong công việc của mình. Yeah. Và khi các bạn hình thành, xây dựng những cái thói quen này, cuộc sống của các bạn nó chẳng mất đi cái điều gì cả. À. Rồi, tiếp tục. Chúng ta nói đến về quy cách sắp xếp khu vực làm việc. Ngoài những cái mà nãy giờ cô nói, cũng như là chúng ta dựa vào những cái ví dụ ở cái quầy lễ tân, cái hình ảnh ví dụ của quầy lễ tân, thì chúng ta sắp xếp có ngăn nắp đúng vị trí là một phần. Phần thứ hai là ở phía bên ngoài quầy lễ tân thì nó còn có cái sảnh tiếp tân. Sảnh, đây là hình ảnh của cái sảnh này các bạn. Hồi nãy cô mô tả, đây là khách sạn Fairmont Copley Plaza ha. Nó ở Massachusetts, nó ở Mỹ. Đây, khách sạn Fairmont là một thương hiệu. Thương hiệu Fairmont là thương hiệu 4 sao trên toàn thế giới. Thương hiệu Fairmont là thương hiệu nổi tiếng về du lịch nghỉ dưỡng. Thì đây là cái sảnh, được chưa? Thì nãy cô nói là có những bộ sofa, có những bộ ghế để ngồi đợi nè. Quầy lễ tân nó sẽ nằm dài phía sau trong này. Vậy thì cả cái sảnh này nè, tôi không nói các bạn phải làm vệ sinh, nhưng các bạn phải chịu trách nhiệm quan sát và chịu trách nhiệm về việc kêu gọi cái sự hỗ trợ khi cần. Được chưa? Rồi, vậy thì ở sảnh của tiếp tân thường hay bắt gặp những điều gì? Những cái bảng băng rôn, những cái bảng đón khách, những cái bảng băng rôn về hội nghị. Bởi vì sảnh tiếp tân là một cái khu vực trung tâm. Khi mà tôi cần đến một cái hội nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn ABC, thì điều đầu tiên tôi bước vào khách sạn là tôi bước vào cái sảnh. Vậy thì tôi không biết cái hội nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn ABC nó được tổ chức ở đâu. Tôi không biết được. Vậy thì tôi chỉ có biết một cách là gì? Tôi tìm lòng vòng trong sảnh này xem thông tin về cái hội nghị đó nó sẽ được diễn ra ở cái phòng họp nào, ở tầng mấy, ở lầu mấy. Vì vậy, cái khu vực sảnh là cái khu vực mà luôn tập trung đông người. Khu vực sảnh là cái nơi mà người ta luôn tìm kiếm thông tin. Vậy thì những cái băng rôn, những cái bảng hướng dẫn, những cái bảng chào đón khách cũng phải được sắp xếp thật sự là gọn gàng, ngăn nắp và nó phải có khoa học. Yeah. Rồi, và âm thanh ánh sáng thì sẽ được tắt mở theo đúng tiêu chuẩn quy định. Ví dụ 6 giờ chiều thì mở đèn, mấy giờ thì mở cái đèn chùm, mấy giờ thì mở những cái đèn ở những gốc cây này lên. Đó là tùy mỗi khách sạn, tùy quy định của mỗi khách sạn. Và cái người chịu trách nhiệm này thường thường là bộ phận tổng đài. Yeah. Âm thanh là nhạc. Ở những khách sạn 5 sao thì hầu hết ở sảnh, ở lobby của họ, thậm chí ở trong toilet công cộng họ sẽ có nhạc. Vậy thì cái nhạc này cũng sẽ do bộ phận tổng đài. Tại vì bộ phận tổng đài là một cái trung tâm máy móc của toàn tòa nhà, của toàn bộ tòa nhà. Thì chỉ việc mở lên hoặc tắt đi thôi thì là do bộ phận tổng đài.
Còn những cái trách nhiệm gì sâu xa về kỹ thuật thì đương nhiên bộ phận kỹ thuật sẽ lo. Dạ. Rồi, cũng như hồi nãy cô nói là những cái quầy báo chí, những cái bàn mà để tạp chí thì chúng ta phải sắp xếp gọn gàng. Rồi, khi trang thiết bị hư hỏng thì báo cáo yêu cầu thay thế. Một cái việc quan trọng nữa đó là dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Dụng cụ phòng cháy chữa cháy thì cũng phải đặt để đúng nơi quy định. Và trường hợp dụng cụ phòng cháy chữa cháy này rất hay bị trường hợp gì đây? Các bạn hay bị hầu như các công ty, các doanh nghiệp luôn hay bị cái vấn đề là dụng cụ phòng cháy chữa cháy họ nhìn thấy một cái điều là lâu lắm rồi không sử dụng. Dụng cụ phòng cháy chữa cháy là cái thứ mà không ai muốn sử dụng đến, không ai muốn là doanh nghiệp của mình, nơi vị trí làm việc của mình xảy ra hỏa hoạn cả. Và tự động sao ạ? Những cái dụng cụ phòng cháy chữa cháy này vì lâu quá không xài đến cho nên có nhiều người họ suy nghĩ sao? Đẩy nó vô một góc khuất, đẩy nó vô một cái góc nào đó mà gọi là bình thường chúng ta không đụng đến, nghĩa là một cái góc nào đó không tiện để lấy nó ra, hoặc thậm chí chúng ta chất để đồ, kê đồ mà che mất dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Thì đây chính là sai luật. Cô nói là luật nha, chứ không phải là quan niệm sống nữa, mà là luật. Về luật, dụng cụ phòng cháy chữa cháy phải được đặt để đúng nơi quy định và nơi dễ lấy, dễ nhìn thấy. Vậy thì dù chúng ta làm 5 năm, 10 năm mà chỗ này chưa bao giờ cháy thì cũng không có nghĩa là dụng cụ phòng cháy chữa cháy sẽ không được dùng đến. Và khi dụng cụ phòng cháy chữa cháy họ cần được dùng đến thì nó phải được đặt để ở nơi dễ dàng thấy nhất và dễ dàng lấy nhất. Vì vậy tuyệt đối khi mà đội phòng cháy chữa cháy đã xác định được vị trí để đặt dụng cụ phòng cháy chữa cháy trong khách sạn thì tuyệt đối chúng ta không được thay đổi vị trí là thứ nhất. Thứ hai, không được đặt để những đồ vật che đậy mất khuất tầm nhìn của dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Và thứ ba là chúng ta không được đặt để đồ vật đè lên, chèn lên để làm cho cái việc lấy dụng cụ phòng cháy chữa cháy khó khăn. Được chưa? Đó là ba quy định liên quan đến dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Và sảnh tiếp tân là nơi mà lễ tân phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, tôi không cần biết ở sảnh lễ tân tôi nhìn quanh tôi không thấy dụng cụ phòng cháy chữa cháy ở đâu thì tôi sẽ hỏi là bạn lễ tân đâu rồi, và lễ tân sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Được chưa? Và cô nhắc lại nha, phòng cháy chữa cháy nó liên quan đến luật, nó không còn nhẹ nhàng nữa đâu, nó là luật nha. Nếu bất kỳ một tòa nhà nào không đạt tiêu chuẩn yêu cầu về phòng cháy chữa cháy thì ngay lập tức bạn có thể bị tước bỏ quyền kinh doanh, tước bỏ giấy phép kinh doanh. Đó là chuyện bình thường. Hiện giờ nhà nước mình đang làm rất là gắt gao về những cái luật phòng cháy chữa cháy nha. Rồi, đây là hình ảnh thực tế của khách sạn Nico Sài Gòn. Đây là cái sảnh, không, cái này không phải toàn bộ sảnh đâu, cái này là 1/2, một cái góc nhìn 1/2 của cái sảnh ở khách sạn Nico Sài Gòn. Đây là quầy lễ tân. Rồi, hồi nãy cô nói cái mặt này nè, cái mặt đá ở bên ngoài nè, đây là chịu trách nhiệm bộ phận vệ sinh, họ sẽ làm việc. Đây là những cái cột được bọc bằng kim loại, thì những cái cột này vệ sinh của nó, bộ phận vệ sinh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cái mặt quầy mà cái mặt ở phía trên này nè là nhân viên lễ tân chịu trách nhiệm, và cái mặt phía trong ở phía bên trong họ đang đứng đây thì cũng là lễ tân chịu trách nhiệm. Rồi, đây là quầy lễ tân. Còn đây là quầy guest relation, nhân viên chăm sóc khách hàng. Và riêng ở khách sạn Nikko Sài Gòn thì những nhân viên chăm sóc khách hàng này sẽ hoàn toàn toàn bộ là người Nhật. Bởi vì thị trường khách hàng của họ là khách Nhật, và đối với văn hóa của người Nhật nó là một cái sự khác biệt trên toàn thế giới, cho nên phải người Nhật hiểu người Nhật thì họ mới chăm sóc lẫn nhau được. Đó là một cái đặc biệt riêng biệt của người Nhật mà không có quốc gia nào giống vậy hết trơn. Rồi, vậy thì chúng ta thấy nè, nếu không có khách trước mặt, mỗi người có thể tiếp tối đa ba khách, thấy không ạ? Có ba cái ghế. Nếu không có khách ngồi trước mặt
thì vị trí ghế luôn luôn phải nằm là như thế này. Chúng ta thấy ba ghế này bên này cũng y chang như vậy và ba cái ghế bên này cũng y chang như vậy, đúng chưa? Vậy thì sẽ có trường hợp gì? Có hai người khách hoặc ba người khách hoặc một gia đình họ ngồi vào cái ghế này và họ làm thủ tục check in hoặc là họ hỏi thông tin hoặc là bất cứ những công việc gì đó, và những người guest relation officer này họ phục vụ khách xong, khách đứng lên, chắc chắn những cái ghế này sẽ không còn nằm đúng ở vị trí như vậy nữa, đúng không? Nó sẽ nằm chỏi ra bên ngoài, hoặc là nó sang nằm nghiêng, hoặc là nó xê dịch, hoặc là nó nới ra phía bên này bên kia. Thì ai sẽ là người sắp xếp nó? Không phải nhân viên vệ sinh mà là bạn này nè. Bạn này mới phục vụ người khách ngồi đây xong, thì khi người khách này đứng lên, bạn đã giao tiếp hoàn toàn với khách xong. Trước khi bạn bước vào bên trong công việc, vị trí của bạn, bạn phải bỏ vị trí này, bạn bước ra ngoài và bạn sắp xếp cái ghế lại đúng theo như tiêu chuẩn ban đầu. Ví dụ như xét đây là tiêu chuẩn thì bạn phải trả tất cả mọi thứ về đúng với điểm xuất phát, đó là tiêu chuẩn. Nó giống y như cái việc cái chìa khóa xe của các bạn phải được móc lên đúng cái vị trí mà mình sắp xếp, mình sắp đặt là nó để chìa khóa xe. Tôi không cần biết có chuyện gì xảy ra, chỉ cần khi bạn không có khách, khi không có người ngồi ở đây thì ba cái ghế này phải nằm đúng như vậy cho tôi. Và đây là tiêu chuẩn. Vì vậy tôi sẽ không tự hạ tiêu chuẩn của mình xuống, mà tôi nghĩ rằng là thôi để tí trước sau gì tí nữa chẳng có khách tới, nó sụt sịch tí xíu cũng không sao, tí nữa thế nào cũng có khách tới, bây giờ mình ra mình sửa tí nữa khách người ta cũng ngồi, người ta cũng méo xẹo à. Đó là chúng ta tự hạ tiêu chuẩn của mình, đúng không? Cũng giống như cái việc là thôi cầm lỡ cầm chìa khóa xe vô tới đây rồi tiện thôi để đại đây đi, rồi tí nữa khi nào đi chạy vô đây lấy, nhưng thực sự tới khi đi không nhớ được chìa khóa nó nằm ở đâu, tại vì mỗi lần chúng ta tiện nó quăng một nơi khác nhau, mình nhầm chưa? Vậy thì đã đặt ra tiêu chuẩn như thế nào thì chúng ta sẽ phải tuân theo cái tiêu chuẩn đó, và chúng ta đừng bao giờ hạ tiêu chuẩn của mình xuống. Bởi vì khi mỗi cá nhân chấp nhận cho mình dễ dãi, hạ tiêu chuẩn của mình xuống, nghĩa là bạn đang dần mất đi tiêu chuẩn của bạn, thì bạn không thể nào đòi hỏi được mỗi người nhân viên này, mỗi người ai cũng tự hạ tiêu chuẩn của mình xuống, thì bạn không đòi hỏi được cả một cái sảnh này nó đạt được một cái tiêu chuẩn là sang trọng, trang trọng, quý phái, luxury, hoặc là những cái từ ngữ gì đó nó rất là đạt tiêu chuẩn, nó sẽ không bao giờ xảy ra được điều đó, được chưa? Rồi, nói rất là nhiều, đưa rất là nhiều ví dụ liên quan đến cuộc sống thực tế, liên quan đến những cái sảnh làm việc, nói rất là nhiều cho các bạn để cho các bạn nhìn thấy một điều là cái việc mà chúng ta sắp xếp gọn gàng, có tổ chức, vệ sinh ngăn nắp khu vực làm việc là một việc cực kỳ quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng vệ sinh có gì đâu mà quan trọng, cái việc mà tôi nói tiếng Anh hay, tôi hiểu được khách hàng, tôi làm đúng quy trình, tôi thực hiện đúng thu tiền thì việc đó nó mới quan trọng, là sai. Việc nào cũng quan trọng như nhau cả. Trước khi bạn đến với những cái việc như nãy giờ cô nói đó là quy trình rồi tiếng Anh, thì đầu tiên bạn phải luyện cho mình một cái cách làm việc và một cái óc tổ chức và một cái nguyên tắc về tiêu chuẩn trước đã. Bởi vì nguyên tắc về tiêu chuẩn, óc làm việc, óc tổ chức nó là cái của riêng bạn. Quy trình thì bạn đi doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia, doanh nghiệp nọ, mỗi doanh nghiệp nó sẽ có những quy trình khác nhau. Nhưng những cái thuộc về quy tắc, thuộc về tiêu chuẩn, thuộc về cách làm việc, cách tổ chức, cách sắp xếp, đó là của riêng bạn. Thì bạn dù bạn đi đến đâu, bạn cũng thể hiện được cái tiêu chuẩn của chính mình. Được chưa? Còn những cái quy trình nó là tiêu chuẩn của doanh nghiệp, bạn là người làm theo. Rồi. Rồi. Đây là cách sắp xếp của khu vực làm việc ở quầy lễ tân. Rồi, giống như nãy giờ những cái gì cô nói rất là nhiều, thì đây toàn bộ nó là lý thuyết. Rất là nhiều chữ
thì từ nãy đến giờ cô đã dựa vào hình ảnh và cô đã dựa vào những cái ví dụ rất là đời thường để phân tích cho các bạn thấy. Thì đây nó chỉ chốt lại bằng từ ngữ, bằng chữ. Thì thay vì cô để cho các bạn đọc những cái chữ này, nó sẽ rất là nhiều, nó sẽ rất là dài dòng, và thậm chí đôi khi chúng ta sẽ thấy là nhiều quá, không hiểu, không nhớ hết. Vậy thì chúng ta không cần phải nhớ quá nhiều, mà chúng ta nhớ những gì nãy giờ cô nói, những gì nãy giờ cô phân tích liên quan đến cuộc sống hàng ngày của các bạn, liên quan đến những ví dụ thực tiễn. Thì đó chính là cách mà chúng ta sắp xếp và chúng ta tổ chức cái khu vực làm việc quầy lễ tân của chính mình. Thì hiện giờ khu vực làm việc các bạn chưa phải là quầy lễ tân, nhưng nó sẽ là bàn học của các bạn, nó sẽ là phòng ngủ của các bạn, nó sẽ là cái căn bếp, nó sẽ là cái phòng khách, nó sẽ là cái căn nhà của các bạn, đúng không ạ? Và sau này khi các bạn hết học hết lý thuyết rồi, các bạn quay về trường để chúng ta học đến tiết thực hành, thì lúc đó cái mà chúng ta sẽ đối diện mỗi ngày đó là cái quầy lễ tân ở trên cái phòng học, cái quầy mô phỏng quầy lễ tân ở trên phòng học. Thì lúc đó chúng ta sẽ áp dụng tất cả những cái thói quen mà như hôm nay cô đã yêu cầu các bạn, những cái thói quen hình thành về ý thức, về vệ sinh, về ngăn nắp, về tổ chức, thì chúng ta sẽ áp dụng việc đó lên quầy lễ tân. Và khi các bạn đi thi, các bạn cũng sẽ có điểm này. Nghĩa là khi các bạn thi xong, các bạn phải trả lại quầy lễ tân vệ sinh và ngăn nắp giống như cái mà bạn đã lên nhận. Còn có nhiều trường hợp, có nhiều bạn lên thi, lên làm bài kiểm tra, xong rồi các bạn rời khỏi quầy, cái quầy như là một đống rác. Những cái giấy nháp các bạn đi, các bạn quăng lung tung, thì chắc chắn những bạn như vậy thì sẽ được trừ điểm trong bài thi. Yeah. Đừng nghĩ rằng đây hoàn toàn là lý thuyết, nó không ảnh hưởng gì đến cái việc học của em, không có đâu. Yeah. À, thầy cô giáo khi chấm điểm các bạn thì sẽ chấm rất là nhiều và chấm rất là toàn diện. Vì vậy cho nên từ hôm nay chúng ta hình thành cái ý thức trách nhiệm về vệ sinh, về ngăn nắp và tổ chức gọn gàng. Yeah. Rồi, đây là một hình ảnh ví dụ nữa. Đây. Trên mặt quầy chúng ta thấy không có bất cứ thứ gì là không cần thiết. Đây là một cái miếng chúng ta gọi là leather bag, một cái miếng bằng da. Miếng lót này dùng mục đích tất cả những giấy tờ gì chúng ta muốn trình cho khách xem, chúng ta sẽ đặt để lên đây. Khách xem, khách ký tên, thì ở trên cái miếng này khách ký tên nó sẽ không bị cứng giống như trên mặt đá. Yeah. Đây là một cái miếng lót để ký tên thôi. Rồi, và sau khi đó xong thì phải rút tờ giấy đó, tất cả những giấy tờ sẽ phải rút xuống quầy. Nghĩa là tiêu chuẩn ở trên bề mặt của cái quầy nó sẽ luôn luôn là như vậy. Và khi các bạn vô khách sạn, tại sao các bạn bước vào một khách sạn 4 sao hay khách sạn 5 sao, các bạn thấy wow, đẹp quá, wow, chuyên nghiệp quá. Chuyên nghiệp nó nằm từ những cái rất là nhỏ như thế này. Đúng không ạ? Chứ còn họ 4 sao, 5 sao hoặc là 3 sao thì họ hình thành từ gì? Từ sự chuyên nghiệp hình thành từ đâu? Chuyên nghiệp là một hình ảnh chung rộng lớn và nó được hình thành từ sự chuyên nghiệp của từng cá nhân này. Các bạn thấy à, một người nhân viên đồng phục như nhau. Chưa? Chưa chắc là chị này chị đẹp, có đôi khi chị xả tóc ra chị sẽ đẹp hơn và hợp thời trang hơn là chị bối tóc. Nhưng tiêu chuẩn làm việc ở đây là bối tóc, chị này bối tóc, chị này bối tóc. Ai cũng bối tóc. Và khi ở bên ngoài chúng ta đứng, chúng ta nhìn vào, toàn bộ nhân viên mặc đồ giống nhau, tóc tai giống nhau, gọn gàng, sạch sẽ, xinh đẹp, mọi thứ ngăn nắp, thì tự động cái từ chuyên nghiệp, cái từ sang trọng, nó tự động nó hiện lên trên đầu óc của khách hàng, đúng không ạ? Bởi vì cái ánh mắt của chúng ta nó thu cái tầm nhìn, cái hình ảnh này nó thu vào tầm nhìn, thì tự động nó đưa qua não, nó xử lý, ồ, đây là chuyên nghiệp, đây là ngăn nắp, đây là gọn gàng, đây là một cái hình ảnh đẹp. Nhìn thấy không ạ? Chưa chắc bộ đồ đồng phục này là bộ đồ đẹp đâu. Chưa chắc là cái người may bộ đồ đồng phục này đã fit với cái cơ thể của chị này. Nhiều khi chị này chỉ mập, chỉ ốm, chỉ lùn hay là gì đó. Và chúng ta nhìn thấy bộ đồ này cũng vẫn có những khiếm khuyết chứ không phải là không. Nhưng khi kết hợp mỗi người đều chỉnh chu, thì cả một tập thể chúng ta nhìn vào, đây là cả một sự chỉnh chu. Và đây là một hình ảnh gây ấn tượng đẹp cho khách hàng khi họ nhìn thấy cái quầy như vậy. Còn các bạn thử tưởng tượng xem, chị này thì cột tóc chứ không bối, chị này thì xả tóc ra, mái tóc mái thì lòa xòa,
anh này thì có râu, rồi lỡ đâu có một anh đứng bên này là không râu, thì chúng ta nhìn vào một cái quầy chúng ta sẽ không thấy một sự đồng nhất, thì ở đó chúng ta sẽ không thấy sự chuyên nghiệp. Được chưa? Rồi, và phần cuối cùng chúng ta nói đến về tiêu chuẩn của nhân viên lễ tân, đó chính là tác phong chuyên nghiệp. Tác phong chuyên nghiệp ngoài vệ sinh, ngoài ngoại diện, diện mạo bên ngoài, thì nó còn có tác phong nữa. Tác phong đó là dáng đứng, dáng đi, cách nói, cách cười, đúng không ạ? Đó chính là tác phong chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc bài này, chúng ta sẽ đi tiếp bài nghệ thuật giao tiếp. Thì ở bài nghệ thuật giao tiếp, chúng ta sẽ đi sâu hơn là đứng như thế nào, nói như thế nào, cười như thế nào, nhìn như thế nào. Được chưa? Và giao tiếp với nhau bằng những phương tiện gì. Còn ở đây là chúng ta đang nói đến cái vẻ bề ngoài nhiều hơn. Được chưa? Dáng đứng và dáng đi cũng thể hiện một tác phong chuyên nghiệp. Khi chúng ta đứng mà chúng ta đứng ở tư thế nghỉ thì sẽ không chuyên nghiệp. Còn chúng ta đứng ở tư thế nghiêm nhưng sao ạ? Hai tay thả lỏng chứ đừng gồng cứng. Nghĩa là chúng ta đứng thẳng người, hai tay để buông hai bên, hoặc nếu có khách trước mặt thì chúng ta hơi xếp chéo ở phía trước. Có nhiều bạn nữ nghĩ rằng mình đứng ở trong quầy xong rồi sao? Tháo giày cao gót. Đây là một điều hoàn toàn sai lầm. Bởi vì nhắc các bạn nhớ một điều rằng giày mà các bạn không đi giày cao gót thì dáng đứng của các bạn cực kỳ xấu. Vì sao? Vì khi các bạn không đi giày cao gót thì đây là mũi chân của các bạn và đây là gót chân của các bạn. Mũi và gót chân nó đều nằm ở trên sàn bằng nhau. Thì các bạn nữ sẽ không bao giờ có được dáng ngực tấn công mông phòng thủ. Chắc chắn với các bạn một điều như vậy. Và đây sẽ tạo ra cho các bạn một dáng đứng không đẹp. Và với dáng đứng này đừng nghĩ rằng cái quầy nó che được cái chân của bạn. Nhưng ở ngoài nhìn vào vẫn thấy bạn có một dáng đứng không thu hút và không chuyên nghiệp, không đẹp. Còn nếu bạn mang giày cao gót, tôi không cần là giày đó 5 phân, 3 phân hay 7 phân hay 1 tấc. Chỉ cần giày cao gót nghĩa là nó có một cái độ thúc. Cái gót chân bạn cao hơn cái mũi chân, tự động cái trọng lượng cơ thể của bạn nó đang bị đổ dồn vào phía trước. Vì vậy bạn sẽ phải thẳng lưng hơn và bạn sẽ phải ưỡn ngực hơn để cho cái dáng đứng của bạn nó được cân bằng. Vì vậy tự động ngực tấn công mông phòng thủ là chuyện bình thường. Hình dung chưa? Đó là lý do tại sao mà người lễ tân, tiêu chuẩn của giày của nhân viên lễ tân không được phép mang giày bền. Cả nam lẫn nữ nha. Các bạn nam cũng không được phép mang giày lười mà bắt buộc phải là giày có gót. Được chưa? Rồi. Khi bạn đứng ở trong quầy, bạn tuyệt đối không được tựa, không được dựa, không được tì lên cái quầy hoặc cái quầy hoặc là cái bức tường ở phía sau quầy. Đó là việc tuyệt đối cấm, không được phép. Được chưa? Bởi vì đó là một dáng đứng không chuyên nghiệp. Bạn nhìn thấy dáng đứng của những nhân viên hồi nãy rồi đúng không ạ? Chúng ta không đứng mà chúng ta tì, chúng ta dựa cái người vào cái quầy cũng không được. Rồi, còn khi đi thì tuyệt đối đi không lê gót chân, không lê gót giày. Tối kỵ nhất là khi bạn đi ở sảnh hoặc bạn đi ở đâu bất kỳ ở trong khách sạn mà bạn đi để cho đôi giày của mình thứ nhất là nó rớt gót. Cái này các bạn nữ chú ý nè. Các bạn nữ mang giày hãy mang đúng size chân của mình. Đừng mang giày rộng hơn. Bởi vì khi bạn mang giày rộng hơn size chân của mình thì gót giày sẽ tự động bị rớt. Đứng thì nó không rớt nhưng đi nó sẽ bị rớt mà nó sẽ bị tuột. Và khi nó tuột thì khi bạn đi nó sẽ để lại tiếng động lọc cọc nó nện xuống sàn. Đó là một bước đi không chuyên nghiệp. Được chưa? Thứ hai, khi các bạn đi không được lê gót giày. Đi thì chúng ta phải dở hẳn chân lên khỏi mặt đất, rồi đặt bàn chân xuống, rồi dở bàn chân lên, đặt bàn chân xuống. Có nhiều người lết lết lết
thì sao? Cái tiếng mà lê gót chân, lê dép, lê giày là sẽ nghe rất rõ và cũng không chuyên nghiệp. Được chưa? Và nên nhớ tuyệt đối đi chứ không bao giờ chạy. Ở quầy lễ tân, ở khách sạn, ở ngành dịch vụ, tuyệt đối luôn. Và kể cả trong giao tiếp xã hội, tuyệt đối không cắm đầu, cắm cổ chạy. Bởi vì khi một người ngoài nhìn vào, thấy bạn chạy, cắm đầu, cắm cổ chạy, bạn sẽ làm cho người khác hoang mang. Bởi vì không hiểu được cái điểm mà cô đó, anh đó vừa rời khỏi, nó xảy ra cái gì nguy hiểm mà cắm đầu chạy vậy. Bạn có nghe câu chuyện có một ông đứng ở ngã tư, ông chỉ ngửa mặt lên trời không? Và tự nhiên cuối cùng bu đông hết người này tới người nọ, cứ đại đứng gần ổng để ngửa mặt lên trời cũng nhìn cùng với ổng. Bởi vì sao? Bởi vì bị hoang mang, bị tò mò, không biết phía trên trời có cái gì. Cuối cùng ổng hết chảy máu cam cái ổng đi về. Đúng không ạ? Nghĩa là cái cách mà chúng ta hành xử, cái cách của chúng ta cư xử, nó sẽ đưa đến cái sự hoang mang hoặc sự phỏng đoán của những người xung quanh. Vì vậy tuyệt đối không bao giờ chúng ta chạy ở nơi công cộng nha. Rồi, còn về nói thì không hét to nhưng cũng không được nói quá nhỏ. Nói thì phải rõ ràng, và trong quá trình nói chúng ta vẫn phải truyền tải được nụ cười. Vừa nói và phải thấy được cái nụ cười khi đang nói. Rồi. Hôm sau, sau phần thuật ngữ chuyên ngành, chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào phần giao tiếp chuyên ngành. Thì trong phần giao tiếp chuyên ngành này, chúng ta sẽ đi sâu và đi nhiều hơn các kỹ năng giao tiếp, các loại giao tiếp và cũng như là các nguyên tắc về giao tiếp. Rồi. Còn một phần cuối cùng nữa, đó là cách sử dụng các biểu mẫu thông tin. Thì phần này chúng ta đọc để chúng ta biết, bởi vì sau này những biểu mẫu thông tin này khi đi vào sâu trong từng quy trình thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ các biểu mẫu thông tin này. Giống như mỗi khách sạn sẽ xây dựng ra một cái hệ thống biểu mẫu thông tin, thì từ đó những cái biểu mẫu thông tin này chúng ta sẽ truyền đi, chúng ta sẽ gửi đi đến những cái bộ phận mà cần phải thực hiện công việc liên quan đến nó. Và bộ phận nào cần thực hiện đi công việc liên quan thì chúng ta đã biết cái bài vai trò và trách nhiệm của từng bộ phận rồi, đúng không ạ? Và trong những cái biểu mẫu thông tin này khi chúng ta sử dụng thì chúng ta luôn đặt câu hỏi liên quan đến câu hỏi mở, đó là WH question. Nghĩa là sử dụng biểu mẫu như thế nào, sử dụng vào mục đích gì, sử dụng khi nào, và ai là người chịu trách nhiệm, ai là người được phép sử dụng biểu mẫu nào và sử dụng nó ở đâu. Và đặc biệt lưu ý, khi chúng ta làm trong ngành dịch vụ thì chúng ta chú trọng luôn luôn sử dụng câu hỏi mở. Đừng bao giờ sử dụng câu hỏi đóng trong giao tiếp. Câu hỏi đóng chỉ là câu kết, câu cuối cùng để xác nhận lại sự việc mà thôi. Còn khi chúng ta muốn có thông tin và muốn thu thập thông tin, muốn truy cập thông tin thì càng nhiều câu hỏi mở, hay còn gọi là câu hỏi WH question, thì nó sẽ có được lượng thông tin dồi dào và nhiều hơn. Đây là câu hỏi WH question. Rồi, và sau này khi đi vào bài giao tiếp thì chúng ta sẽ đối diện với câu hỏi WH question nhiều hơn và nói nhiều hơn về nó. Rồi, bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Hôm nay về phần này có ai có thắc mắc gì nữa không nào? Rồi, không ai có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ nghỉ ngang đây. Các bạn về nhớ làm bài tập về thuật ngữ chuyên ngành. Hôm bữa chúng ta đã chia lớp nào làm phần nào rồi đúng không? Chia chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi, các bạn chia, các bạn đã chia rồi thì làm theo đúng như vậy. Ngày hôm sau chúng ta sẽ làm phần bài tập này. Được chưa? Rồi, chào các bạn. Dạ, chào cô. Rồi, chào lớp chào cô Trâm nha. Dạ cô ạ, em chào cô ạ. Rồi. Các bạn ở lại có kiểm tra điểm danh. 26/03. Trà Ngô Bích Ngọc.
Dạ có. Đỗ Minh Nguyệt. Dạ có. Rồi, Lê Thị Như Quỳnh. Dạ có cô. Không phải là tối ta. Rồi N3 mình đủ rồi nha. N4. Từ lớp chị đang điểm ra anh. Lý Phương Nhi. Dạ có. Mày. Rồi, Đỗ Lữ Anh Thư. Mày. Dạ có cô. Rồi, Nguyễn Bảo Thi. Bảo Thi vắng ha. Rồi còn lại đủ nha bạn. 26 là 13. Đủ hết ha. 26 là 16. Trương Thị Huỳnh An. Dạ có cô ơi. Rồi. Trần Thiên Tân. Thiên Tân vắng ha. Nguyễn Thị Huyền Trang. Dạ có cô ơi. Rồi. Trần Thị Thu Ngân là hồi nãy đã xin phép rồi đúng không bạn? Dạ, bạn Ngân ơi, lên bệnh viện có việc gì với cô? Rồi, Trương Văn Trung vắng rồi ha. Rồi, còn lại đủ ha các bạn. Rồi, mình kết thúc buổi học ngày hôm nay nha. Rồi, chào tất cả các bạn.